Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 19 tháng 5 cho đảng viên Vũ Quang Tự, sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố Mậu Dương, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và chúc mừng đồng chí Vũ Quang Tự cùng gia đình. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những đảng viên có quá trình rèn luyện, phấn đấu và có nhiều công hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đây là vinh dự của cá nhân mỗi đảng viên và của Đảng bộ các cấp trong tỉnh. Đồng chí mong muốn đảng viên Vũ Quang Tự tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, phát huy kinh nghiệm, uy tín của mình, đóng góp cho Đảng bộ chính quyền địa phương, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, Đảng bộ phường Hồng Châu trao huy hiệu cho 8 đảng viên, huy hiệu 55, 50 năm, 45 năm và 40 năm tuổi Đảng.